Hôm qua, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để đánh giá kết quả bước đầu trong công tác phòng chống dịch đợt lần thứ tư. Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia, chủ trì cuộc họp. Dựa vào tình hình dịch bệnh được kiểm soát cơ bản trên phạm vi toàn quốc, Ban Chỉ đạo Quốc gia và Chính phủ đã thống nhất ban hành Nghị quyết 128, quy định tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Bộ Y tế đã ban hành quyết định về hướng dẫn chuyên môn thực hiện quy định này. Theo Thủ tướng, những ngày qua vẫn còn một số nơi chưa làm theo đúng quy định chung, triển khai thực hiện còn khác nhau, gây ách tắc, vướng mắc không cần thiết, gây phiền hà cho nhân dân. Thủ tướng nhấn mạnh, tinh thần chung là lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thống nhất, xuyên suốt từ Trung ương tới địa phương. Với các địa phương làm trái với quy định của Trung ương, nếu thực hiện các biện pháp cao hơn, sớm hơn quy định chung thì phải báo cáo cấp trên.